Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong quyển sách bài tập khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách kết nối. Bài số 6 đó là giới thiệu về liên kết hóa học. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta không bỏ lỡ các video mới nhất khi cô up trên kênh nhé. Và các bạn hãy tăng tương tác với cô bằng cách là hãy để lại những cái bình luận về cảm xúc của các em sau khi các em xem video bài giảng. Bây giờ cô và các bạn cùng đi vào bài tập 6.1. Yêu cầu điền các thông tin còn thiếu để hoàn thành bảng sau về các cái kim loại. Ở đây người ta cho các em 3 kim loại là Na, Mg và Al. Nêu số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn. Vậy thì các em hãy mở cái bảng tuần hoàn ở trang 25 của sách giáo khoa ra. Đây, bảng tuần hoàn trang 25 sách giáo khoa. Chúng ta có cái nguyên tố đầu tiên, đó là nguyên tố Na. Nguyên tố Na đây. Đây, các em nhìn. Các em mở trang 25 sách giáo khoa nhá. Thì các em gióng lên. Gióng lên này. Thì nó thuộc nhóm ở đây. Nhóm là ở phía trên này. Như vậy, nó thuộc nhóm này là nhóm 1A. Đúng không? Thì các em ghi là nó thuộc nhóm 1 cho cô. Nhá. Thuộc nhóm 1. Mg gióng lên thì thuộc nhóm 2A ở đây. Các em ghi cho cô thuộc nhóm 2. Tương tự, Al thì các em gióng sang phía bên này. Đây, Al. Các em gióng lên thì nó thuộc nhóm 3A đúng không? Như vậy là thuộc nhóm 3. Như thế là chúng ta sẽ ghi số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn. Đó là Na thì thuộc nhóm 1, cô vừa dẫn các em tìm xong. Tức là trong cái bảng tuần hoàn các em sẽ gióng lên. Cô xem bên này. Cái này nó bị nhòe mực. Như vậy là các em gióng thẳng lên để chúng ta biết là thuộc nhóm nào. Mg gióng lên thì nó thuộc nhóm 2 như cô vừa dẫn các bạn xong. Và Al thì thuộc nhóm 3. Số electron ở lớp ngoài cùng. Cái số nhóm này nó thể hiện cho số electron lớp ngoài cùng. Những cái nguyên tố. Những nguyên tố mà cùng có số E, có E, số E lớp ngoài cùng bằng nhau thì sẽ được xếp vào cùng một nhóm. Như vậy Na sẽ có một electron ở lớp ngoài cùng. Mg thuộc nhóm 2 thì sẽ có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Nhôm thuộc nhóm 3 thì sẽ có 3 electron ở lớp ngoài cùng. Tiếp theo, số electron nhường đi để đạt được lớp electron ngoài cùng giống với khí hiếm. Đối với các nguyên tố kim loại này, khi mà kem bỏ đi các electron ở lớp ngoài cùng này, đối với các kim loại nhé, các nguyên tố kim loại này này. Đấy, thì các em nhớ khi mà nó bỏ đi các electron lớp ngoài cùng thì nó sẽ trở thành, nó có cái cấu tạo giống với cấu tạo của khí hiếm. Như vậy, nó bỏ E lớp ngoài cùng đi, tức là Na thì sẽ bỏ đi 1 E, Mg bỏ đi 2 E và Al bỏ đi 3 E. Khi mà một nguyên tố mất đi một electron thì nó sẽ có cái điện tích ion, đó là nó sẽ mang điện tích 1 cộng. Các nguyên tố khi mất electron thì nó sẽ mang điện tích dương. Mất bao nhiêu electron thì nó mang bấy nhiêu điện tích dương. Đúng không? Như vậy mất đi 2 electron thì nó sẽ mang 2 điện tích là 2 cộng. Mà mất đi 3 e thì nó sẽ có điện tích là 3 cộng. Còn đối với các nguyên tố khi mà nhận thêm e vào thì nó sẽ mang điện tích âm. Đấy, các nguyên tố mất E đi thì nó sẽ mang điện tích dương. Còn nhận các nguyên tố mà đi nhận electron thì nó sẽ mang điện tích âm. Vậy bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang câu B. Hãy nhận xét về số thứ tự của nhóm. Số thứ nhóm đây. Trong bảng tuần hoàn và điện tích của các ion tạo thành. Số thứ tự và điện tích của các ion. Thì các em thấy, chúng ta thấy là số thứ tự của nhóm này, trong bảng tuần hoàn này, thì nó bằng với số đơn vị điện tích của các ion kim loại tạo thành. Đúng không? Số đơn vị điện tích. Tức là chúng ta không quan tâm đến cái dấu này này. Khi mà nói đơn vị điện tích thì các em chưa quan tâm đến cái dấu dương hay dấu âm. Thì chúng ta quan tâm đến cái phần chỉ số của nó thôi. Phần chỉ số thôi. Đấy. Thì chúng ta thấy là gì ở đây? Chúng ta sẽ thấy là số thứ tự của nhóm ở trong bảng tuần hoàn, cô nhắc lại, thì nó sẽ bằng với số đơn vị điện tích các ion tạo thành. Vậy cô có bài tập 6.1 ý B, các em sẽ điền cho cô như sau.
Câu B. Đó là số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn bằng số đơn vị điện tích của các ion kim loại tạo thành nhé. Rồi, xong được bài tập 6.1, cô chuyển tiếp sang bài tập 6.2. Những bạn nào chưa xong, các em có thể dừng một chút để các em tiếp tục làm xong. Cô chuyển sang bài tập 6.2 như sau. Điền các thông tin còn thiếu để hoàn thành bảng sau về các nguyên tố phi kim. Đấy, các phi kim. Chúng ta có hai nguyên tố, đó là nguyên tố clo và nguyên tố oxygen. Như vậy ở đây chúng ta có nguyên tố chloride và oxygen, thì các em cũng mở trang 25 của sách giáo khoa ra. Các bạn mở trang 25 sách giáo khoa. Các em nhìn của nguyên tố oxygen, các em gióng xuống lên này thì nó thuộc nhóm 6A. Chloride các em gióng lên thì nó thuộc nhóm 7A. Có đúng không? Như vậy ở đây các em sẽ điền này, số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn của clo là thuộc nhóm 7. Các em viết bằng số La Mã. Oxy gióng lên thì thuộc nhóm 6A đấy. Các em điền vào đây là nhóm 6. Dựa vào trang 25 sách giáo khoa để các em làm. Số electron lớp ngoài cùng. Như cô nói thì những cái nguyên tố mà có số e lớp ngoài cùng giống nhau thì nó sẽ được xếp vào cùng một nhóm, và số e lớp ngoài cùng thì nó chính là trùng với cái số nhóm này. Như vậy số nhóm ở đây là 7 thì số e lớp ngoài cùng cũng là 7 này. Đây, oxy thuộc nhóm 6 thì số e lớp ngoài cùng sẽ là 6 đây. Như vậy các cái nguyên tố phi kim này thì nó sẽ nhận thêm các electron để được electron lớp ngoài cùng giống với khí hiếm. Đối với các nguyên tố khí hiếm ấy thì electron ngoài cùng nó sẽ là 8e. Nó là 8e trừ cái nguyên tố là nguyên tố heli thôi. Còn còn các cái nguyên tố còn lại thì số e lớp ngoài cùng nó sẽ là 8e. Thế ở đây đã có 7e và 6e thì nó sẽ cần nhận thêm. Đối với kim loại thì nó cho e đi, còn đối với phi kim thì nó sẽ nhận thêm e để đưa về 8e lớp ngoài cùng giống với khí hiếm. Như vậy cái này có 7e rồi, muốn đưa về khí hiếm tức là 8e lớp ngoài cùng thì nó sẽ nhận thêm 1e để thành khí hiếm là 8e. Cái này là 6e rồi, muốn về khí hiếm là 8e thì nó sẽ thêm 2e lớp ngoài cùng nữa. Được không? Vậy các cái nguyên tố phi kim khi nhận thêm bao nhiêu e? Khi nhận thêm e thì nó sẽ mang điện tích âm. Đấy, cứ một electron thì nó sẽ mang điện tích là một trừ. Nhận bao nhiêu e thì nó sẽ bấy nhiêu trừ, đúng không? Như vậy nhận thêm một e thì nó sẽ mang điện tích là một trừ này. Nhận thêm 2e thì sẽ là mang điện tích là 2 trừ này. Và các em hãy nhận xét về mối liên hệ giữa cái số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn, số thứ tự ở phía trên này này, với điện tích của các ion kim loại tạo thành. Như vậy ở đây các em thấy là cái số thứ tự này với cái điện tích này thì nó như thế nào với nhau đây? Nhận xét xem nào, hai cái này như nào với nhau? Có phải là nếu như mà các em lấy cái số thứ tự trong bảng tuần hoàn này này, cái số thứ tự ở trong bảng tuần hoàn này thì nó có phải là sẽ bằng là 8, chúng ta lấy 8 mà các em trừ đi là cái đơn vị điện tích của ion kim loại tạo thành này này thì nó sẽ ra được cái số thứ tự này không? Đơn vị điện tích tức là chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần trị số thôi, phần trị số đây thôi. Không không lấy dấu nhé. Lấy trị số ở đây là 1, lấy trị số này là 2. Như vậy các em có phải là lấy 8 này, tức là số electron ngoài cùng của cái khí hiếm đấy, các em trừ đi trị số, phần trị số của cái điện tích tạo thành. Ví dụ như 8 trừ đi 1 này thì bằng 7 này, 8 trừ đi 2 thì bằng bằng 6 này. Đấy, chúng ta trừ đi phần đơn vị điện tích không xét đến dấu. Như vậy chúng ta có nhận xét câu B như sau. Câu B này. Đó là số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn, số tự nhóm trong bảng tuần hoàn này thì nó sẽ bằng 8
trừ đi số đơn vị điện tích của các ion phi kim tạo thành. Đấy, trừ đi số đơn vị điện tích, tức là chúng ta trừ đi số đơn vị điện tích thôi, không không xét đến dấu của nó nhá. Có phải là lấy 8 này trừ đi số đơn vị điện tích đây, không xét dấu, tức là trừ đi 1 thì bằng 7 không? Bằng số thứ tự không? 8 này trừ đi cái này 2 thì bằng 6 không? Như vậy là số thứ tự thì nó sẽ bằng 8 trừ số đơn vị điện tích của các ion phi kim tạo thành đấy. Xong được bài tập 6.2 rồi. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại để tiếp tục làm xong. Tiếp tục cô chuyển tiếp sang bài tập 6.3 như sau. Cô có bài tập 6.3. Liên kết cộng hóa trị là gì? Câu B, liên kết cộng hóa trị khác với liên kết ion như thế nào? Và câu C, liên kết cộng hóa trị và cái liên kết ion có đặc điểm tương tự nhau như nào? Thì phần này là phần lý thuyết ở trong sách giáo khoa thôi. Các em hãy mở sách giáo khoa ra xem lại cái phần lý thuyết để chúng ta làm các cái câu lý thuyết này. Câu đầu tiên, theo lý thuyết ở sách giáo khoa thì chúng ta biết là liên kết cộng hóa trị nó là liên kết được tạo nên giữa hai cái nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung, và mỗi cặp electron dùng chung thì nó sẽ tạo thành một cái liên kết cộng hóa trị. Phần này thì ở trong sách giáo khoa người ta cũng đã đề cập, thì các em hãy mở sách giáo khoa để chúng ta làm. Như vậy cô có bài tập 6.3 ý A. Cô nhắc lại, liên kết cộng hóa trị nó là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung. Mỗi cặp electron dùng chung thì tạo nên một liên kết cộng hóa trị. Bạn nào cần thì hãy dừng lại để xem kỹ hơn. Cô chuyển tiếp sang bài tập 6.3 ý B. Cô có bài tập 6.3 ý B như sau. Người ta hỏi các em là so sánh cái sự khác nhau giữa liên kết cộng hóa trị với liên kết ion đấy. Thì chúng ta có liên kết cộng hóa trị chúng ta vừa trả lời ở câu A này này. Thì trong cái liên kết cộng hóa trị thì các nguyên tử nó sẽ góp chung electron, đúng không nào, để tạo thành liên kết. Nó có thể góp chung một hoặc nhiều cặp electron để tạo thành liên kết với nhau. Còn trong cái liên kết ion ấy, liên kết ion này này, thì các electron nó được chuyển hẳn từ cái nguyên tử này sang cái nguyên tử kia để tạo thành các cái ion mang điện tích trái dấu hút nhau. Những cái ion nào mà nhận thêm e thì nó sẽ mang những cái nguyên tử nào mà nhận thêm electron đấy thì nó sẽ trở thành các cái ion mang điện tích âm. Còn nguyên tử của nguyên tố nào mà mất electron đi, cho đi electron thì nó sẽ trở thành các ion dương, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự khác nhau ở đây như sau. Ta có cái sự khác nhau giữa cái liên kết cộng hóa trị với liên kết ion này. Trong liên kết cộng hóa trị thì các nguyên tử nó sẽ góp chung electron để tạo thành liên kết. Còn trong liên kết ion thì electron sẽ được chuyển hẳn từ nguyên tử này sang nguyên tử kia để tạo thành các ion mang điện tích trái dấu và hút nhau. Như thế là chúng ta đã xong được bài tập 6.3. Bài tập 6.3 B. Những bạn nào mà chưa xong, các em có thể dừng lại tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập 6.3 ý C. Bài tập 6.3 ý C ở đây người ta hỏi các bạn là liên kết cộng hóa trị và liên kết ion thì có đặc điểm gì tương tự nhau? Thì chúng ta sẽ trả lời là dù là liên kết cộng hóa trị hay là liên kết ion thì nó đều là các cái liên kết hóa học. Đấy. Và nó là các liên kết hóa học thì các nguyên tử sau khi hình thành liên kết thì nó sẽ bền vững hơn trước khi mà chúng liên kết với nhau. Như vậy, cô có bài tập 6.3 ý C như sau. 6.3 C. Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion thì đều là các liên kết hóa học. Các nguyên tử sau khi hình thành liên kết thì bền vững hơn trước khi hình thành liên kết.
sau cô chuyển tiếp sang bài tập số 6.4. Những bạn nào chưa xong bài tập 6.3 thì các em hãy dừng lại làm cho xong. Cô có bài tập số 6.4 như sau. Tiếp theo cô và các bạn chuyển sang bài tập 6.4. Người ta hỏi các bạn là phân tử khí methan gồm một nguyên tử carbon liên kết với bốn nguyên tử hydrogen. Khi hình thành liên kết cộng hóa trị trong methan thì nguyên tử carbon góp bao nhiêu electron với mỗi nguyên tử hydrogen? Liên kết cộng hóa trị là cái liên kết mà trong đó nguyên tử của các nguyên tố nó sẽ góp chung một hoặc nhiều cặp electron với nhau. Và các em có thể nhìn vào cái sơ đồ cô vẽ cho các em ở đây, các em quan sát. Thì chúng ta có một nguyên tử carbon này. Carbon thì nó ở ô số 6. Trang 25 của sách giáo khoa thì các em nhìn thấy carbon nó nằm ở ô số 6. Tức là đây ở ô số 6 đây. Tức là nó 6 hạt P và 6 hạt E. Như vậy 6 hạt P thì nó mang điện tích 6 cộng. Thì nó sẽ phân bổ E như sau. Lớp đầu tiên sẽ là có 2E. Đúng không? 2E, nó có 6E thì lớp đầu tiên 2E, còn lại 4E thì nó nằm ở lớp thứ hai. Còn hydro thì nó có 1E thôi thì E electron đấy nó sẽ nằm ở cái lớp ngoài cùng này luôn. Được chưa? Và khi mà liên kết cộng hóa trị thì các em thấy này, chúng ta thấy là cái nguyên tử carbon nó sẽ góp chung một electron với một nguyên tử hydro. Với mỗi một nguyên tử hydro này thì nó sẽ có là một cái electron của cái nguyên tử hydro đấy ghép với, nó sẽ được ghép chung với một electron của nguyên tử carbon để tạo thành có 2E đây, đúng không nào? Trong đó một E là của hydro góp với một E của carbon. Đấy. Tương tự các cái electron còn lại của các cái nguyên tử hydro còn lại cũng vậy. Và khi ghép chung như thế này thì chúng ta thấy là hydro nó trở thành, nó sẽ có 2E lớp ngoài cùng này. Nó giống với cái cấu tạo của khí hiếm, đó là khí hiếm heli đấy. Đấy, được không? Còn lúc này thì sau khi góp chung thì chúng ta có cái nguyên tử carbon thì có tất cả là 8E lớp ngoài cùng này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Trong đó là 4E của nó. Và có 4E góp chung của bốn cái nguyên tử hydro. Đấy, thì nó đưa về cái lớp ngoài cùng có 8E là giống với cấu tạo khí hiếm. Như vậy nó bền vững. Vậy nói tóm lại là theo cái sơ đồ này thì chúng ta cứ có là gì? Đối với nguyên tử carbon thì nó sẽ góp một electron này với một electron của cái nguyên tử hydro, được không? Đấy. Như vậy, nguyên tử carbon góp chung một electron với mỗi nguyên tử hydrogen. Vậy các bạn sẽ khoanh cho cô đáp án đúng chính là đáp án A. Cô chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. Cô có bài tập 6.5. Bài tập 6.5 như sau. Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nước là liên kết gì? Trong phân tử nước ấy thì các bạn biết là đây là nó là liên kết giữa hai phi kim. Khi mà hai phi kim liên kết với nhau thì nó sẽ là liên kết cộng hóa trị. Hai phi kim liên kết nhau thì cộng hóa trị, mà một kim loại với một phi kim liên kết với nhau thì nó sẽ là liên kết là ion nhá. Một kim loại với một phi kim thì thường nó sẽ là ion, còn hai phi kim thì nó sẽ là cộng hóa trị. Và cụ thể ở đây là đối với cái nước, nước thì các em cũng có thể xem ở trong sách giáo khoa, người ta có vẽ cái sơ đồ cho các bạn tham khảo đấy. Đây cô đang tìm ở sách giáo khoa, ở trang số 39 của sách giáo khoa. Các bạn có thể mở trang 39 sách giáo khoa ra. Thì đây là liên kết của các cái nguyên tử trong phân tử nước. Trong phân tử nước thì nó sẽ bao gồm hai nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử oxy. Đấy. Đấy, nước có công thức là H2O mà. Đúng không? Như vậy hai hydro liên kết một oxy. Trong đó thì các em thấy là cái nguyên tử oxy này nó sẽ góp chung một electron này với một electron của cái nguyên tử hydro. Đấy, bên này cũng vậy. Lấy một electron là của nguyên tử oxy này liên kết với, nó sẽ ghép chung với một electron của hydro. Thấy chưa? Đấy, như vậy là ghép để tạo thành electron chung này. Có khi mà nó xuất hiện
các cái cặp electron chung như thế này thì đây chính là liên kết là cộng hóa trị. Và như cô có nhấn mạnh cho các bạn, đó là khi mà các em nhìn thấy là các cái nguyên tố này là nguyên tử của các nguyên tố phi kim đấy, nó liên kết với nhau thì thường nó là cộng hóa trị, nên là các em phải khoanh đáp án A. Liên kết giữa nguyên tử của oxygen và hydrogen trong phân tử nước được hình thành bằng cách nào? Đấy, được hình thành bằng những cách nào? Vậy ở phía bên trên thì chúng ta thấy là nó chính là liên kết cộng hóa trị. Vậy cộng hóa trị thì nó sẽ được hình thành bằng cách là nó sẽ đi góp chung electron. Trong liên kết cộng hóa trị thì sẽ đi góp chung electron, còn trong cái liên kết ion thì nó sẽ các electron nó sẽ cho hẳn ra, tách hẳn ra, đúng không? Một cái nguyên tử sẽ là nhận electron và một cái sẽ là mất electron. Thì đấy chính là gì? Đấy là liên kết ion. Còn cái liên kết cộng hóa trị thì chúng ta thấy là nó sẽ có cái góp chung e, đúng không? Nó có thể góp chung một hoặc là nhiều cặp e. Như vậy, chúng ta đã nhận định phía trên là cộng hóa trị rồi, thì các em sẽ khoanh vào chính là đáp án C. Đấy, chính là nguyên tử hydrogen và nguyên tử oxygen sẽ góp chung electron. Góp chung electron chứ không phải là góp chung proton nhá. Còn cái sự nhường electron này, đây, nhường electron hay nhận electron, thì cái này khi mà nhường hay nhận tức là nó tách hẳn ra, nó không phải là góp chung nữa, mà tách hẳn từ cái nguyên tử này sang nguyên tử kia, thì đấy chính là liên kết ion. Các bạn nhớ chưa? Sang câu tiếp theo, cô có câu 6.7 như sau. Trong phân tử oxygen tức là O2, hai nguyên tử oxy liên kết với nhau, chúng góp chung cái gì? Hai nguyên tử oxy, oxy là phi kim. Khi mà các cái nguyên tử phi kim liên kết với nhau thì nó sẽ là liên kết cộng hóa trị. Mà liên kết cộng hóa trị tức là sẽ đi góp chung electron. Nhớ chưa? Nhớ nhá, cứ cộng hóa trị thì sẽ góp chung electron. Nó có thể góp chung một hoặc là nhiều cặp electron. Vậy các bạn sẽ khoanh đáp án đúng, chính là đáp án D. Cô chuyển tiếp câu tiếp theo, câu 6.8. Trong phân tử KCl, nguyên tử kali và nguyên tử chloride liên kết với nhau bằng liên kết gì? Thì ở đây kali này nó là kim loại. Kim loại liên kết với phi kim thì nó là liên kết ion. Các bạn có thể ghi nhớ ra phía sau, thường thì kim loại liên kết với phi kim thì nó sẽ là liên kết ion, còn phi kim với phi kim liên kết với nhau thì nó sẽ là cộng hóa trị. Như vậy kali là kim loại này, chloride là phi kim này. Như vậy đây sẽ là liên kết ion. Đáp án đúng chính là đáp án B. Trên đây là cô và các em đã vừa đi được một số các bài tập ở trong quyển bài tập khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống bài số 6. Để không bỏ lỡ các video mới ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Và hãy tăng tương tác với cô cũng như là tăng tương tác ủng hộ cho kênh. Thì các em hãy để lại cái cảm xúc của các em sau khi các em xem video bài giảng của cô phía dưới phần bình luận. Cô chúc tất cả các bạn luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.